không cần phải oxy. Đấy, cá quay của mình vẫn sống không. Tôm ra để cho mẹ ăn cái gì mồm đỏ quét đi kia. Ăn hồng à. Đấy, nổi lên này. Đấy, lên ra làm mầm luôn. Đấy, anh em thấy không? Tôi có xong rồi. Đấy, chào mừng cả anh em đã đến video tiếp theo của mình nhé. Thì thực sự là cũng lâu rồi mình không dạo này mình không lên video, tại vì ít anh em ạ. Tại vì mình cũng có một số việc bận nữa. Đấy, thì ok mọi người ạ. Đấy, thì nói chung mình quen mọi người là đây là đàn cá của mình nha anh em nhé. Đây có mấy con này. Đấy anh em, cá của mình rất là thân thiện luôn. Đấy, lên nó đớp ngón tay này. Đấy, nuôi thực sự là cá này nó cũng khỏe các mọi người. Mình nuôi để chơi thôi, để vui vui, để ngắm thôi anh em ạ. Đấy, buổi sáng dậy thì có cho cá ăn. Đấy, hoặc là đây là chú chim nhá, chim cà mà của mình chết hết rồi anh em. Đấy, thả cùng thiếu nó ghê quá, nó mổ chết hết rồi. Đấy, thế mình sẽ bắt thêm một con chú quái về cho thành đôi. Lên ăn đi. À, bụng bụng bang bang ấy. Ừ. À, cá người ta gọi là gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái gì mà chơi chim, cái gì mà chơi cá nhỉ? Bốn dầu thì chơi cá gì? À, anh em nhá, kia đây. Một bãi đó, đấy, chút mình thả đây, anh em bảo chết nhưng mà không chết một con nào anh em nhé, chết. Nước thì chết, nói chung là mình kiểu như ấy, nước thì chết nhé, bẻ ở đây của mình nhé. Em ạ, không cần phải, không cần phải lọc mà cũng không cần phải thấy lúc. Đấy, không cần phải oxy. Đấy, cá quay của mình vẫn sống không. Đấy, tôm ra để cho mẹ ăn cái gì mồm đỏ quét đi kia. Ăn hồng à. Đấy, nổi lên này. Đấy, lên ra làm mầm luôn. Đấy, anh em thấy không? Đấy là mình đang trồng những cái bông súng ấy, anh em biết. Đấy, đang trồng súng. Mình phải kẹ thêm một, không phải mình anh em ạ. Đây, quay rau muống này. Đấy, phải là mình trồng rau muống rồi mà mình để rau muống để cho nó cua ấy, mình thả một ít cua nữa để nó đỡ cắp vào súng của mình. Đây cá nó cắn, đây là khỉ cắn đấy. Đây nó cắn hết rồi. Đây hôm qua nó vừa nở một bông, một tím. Quay vào cá tôm của mình đang sợ. Cuộc sống thời gian này thực sự là mình rất là rảnh, rất là suy tư. Nói chung là cũng cũng còn một số vấn đề nữa anh em ạ. Đây, đi ra đây xem mà gà vịt quay đây cho anh xem gà vịt. Đấy, ở quê nha, nói chung ở quê thì số đơn giản lắm. Đấy, nhà cũng gần như là ấy. Đây vịt, đây là vịt vịt vợ mình, vịt trời. Vịt trời mọc hết lông rồi, mọc bé tí. Bắt mấy gà. Đấy, vịt mấy con to này nhá. Không, mình lại bắt thêm mấy con nhỏ này nữa, để kẹo vào thôi. Đấy, cứ có vịt to lớn đây rồi, thịt vịt to thôi bạn ạ. Thịt hết vịt to là bọn này nó cũng lớn đủ chục thịt rồi. Gà được ăn. Đây có cả ngan nhá, đây cái con đen này là con ngan này nhá. Ngan sao?
che tít gì đâu. Nó bay đâu rồi. Đâu? Kia mọi người. Đây. Con bé tí này 500 nghìn đấy. Mình mua 500 nghìn. Đấy, hai con này nữa. Ba con mình mua 1 triệu 3. Đắt lắm tè. Đấy, còn mình sẽ tiếp tục đi quay vườn rau của mình. Đây. Đấy, mình phải quay này để ở khu dưới này là mình chăm đâu. Còn khu trên kia là nhà mình trồng rau nha anh em nhé. Rất là nhiều rau ở trên. Đấy, thịt cả, ăn thoải mái từ giờ đến Tết. Ngựa vẫn 3 con. Ngựa vẫn 3 con. Trên này mọi người muốn mua ngựa bạch thì đây quay đây để bán cho mẹ. Ai mua thì gần đây có mua. Tại vì mẹ mình cũng muốn bán rồi. Đây. Một con ngựa bạch này nhé mọi người nhé. Con này tròn đấy. Ăn mỗi cỏ thôi. Đấy. Một con ngựa bạch. Bên này nữa. Ai muốn mua thì mọi người có thể là liên hệ qua Zalo cho mình nhé, số điện thoại nhé. Tại vì mẹ mình muốn bán rồi. Con ngựa này ngựa thường. Ai mua muốn tắt tắt thì cũng được. Liên hệ. Lúc bắt con bé nhỉ, là có bao nhiêu? Cái chả còn lớn thì sao? Cái này là thịt ngon này. Ngựa bạch này nếu thịt ta xương thật là cao lắm. Đúng cao lắm. Đấy thì nói chung là cuộc sống mà anh em. Đấy. Đầy này cho ăn đợt trước có người bảo là chết hết thôi. Thật sự anh em mà khơi khoai ấy. Không phải, nhiều người cứ nghĩ là mình thả đây, nhiều người cũng nghĩ là cá quay ấy nó cần phải chỗ sạch đây. Vậy lại cả oxy. Không phải cả oxy đó. Nhưng mà rộng này không cần phải oxy. Một người nhá, nếu mình nuôi rộng này thì mình cũng cần phải oxy. Đấy cũng quan trọng gì cũng không cần phải sạch lắm. Nước mình nói chung là nuôi ở đâu thì nó nói chung là nó cũng chả có gì bệnh cả. Nước của mình nó chả có bệnh gì. Đây nó chỉ là cái tảo thôi, cái tảo rêu xanh thôi. Chứ nó không có cái gì cả. Bên dưới mình đổ bùn để tới là mình sẽ trồng sen. Ra riêng thì mình sẽ trồng. Còn đây trước tiên là trồng súng. Có hoa súng nha anh em nhé, đây thì tôi rất hay nhé. Sao giờ đấy? Nha hoa súng rồi nha. Mình nhớ ban ngày nó lỏng, tối nó cụt. Mà bây giờ hôm nay ngày nó không lỏng. Hết rồi, nở một tuần rồi, nở nhiều thế. Thế là tàn à? Tàn rồi, nở một tuần rồi còn muốn nhiều thế. Rất hay nhé, tối cụt mà ngày lại mở. Đấy thì ok mọi người nhé. Chắc là mình kết thúc video đây. Thế nên mình sẽ quay video nhiều cho anh em xem. Nói chung là công việc bây giờ thì cái vấn đề gọi là đấy thì nó khó. Chip A hỏi mọi người là chim khiếu biết là bao giờ nó rẻ nhỉ? Em không biết là chim khiếu rẻ. Tháng mấy? Nếu mà nó rẻ mình cho quay hết à? Mình mua tấm xanh trắng. Tấm đen nhỉ? Ừ, mua mẹ lưới. Quay mẹ lưới. Mà Avi quay lưới. Quay lưới làm cho cái lồng mẹ lồng khác. Để mua chim khác bọn đây. Bọn này bấn lắm.
Này, sỏi đi. Làm cho cái chuồng sỏi mà nó cũng lôi hết cả ra được. Làm lại cho cái chuồng đây. À, chuồng đây vẫn lại. Làm ở cái chỗ cây na kìa, hoặc ở trong kìa. Nó phải quất quất cơ, nó mới đẻ. Thế mà thế không? Nó quay trong chuồng gà kìa. Ăn no phát chìm ngay. Mẹ ngồi này. Kinh chẳng. Đấy, thì ok mọi người nhé, mình xin dừng video ở đây thôi. Bye bye cả mọi người.